không, mình quay những cái con đường này. Rồi, ok. Cũng vui quý vị, nhưng mà vô quay một chút rồi Lâm đi ra thôi. Tại vì cũng riêng tư, cũng có. Có một số mù mắt đó quý vị. Bộ mắt hơi nhiều. Đường ở đây là tương đối mát rồi đó quý vị, tại cây cối hai bên lúc nào cũng tơi bóng hết. Wow.
đây có các bác đang phơi lúa. Lúa thì hơn 30 ngày hết trơn rồi đó quý vị. À, không biết là bác đang phơi làm gì. Đây có một cái nhà thờ lớn đó các quý vị. Thánh gia kinh 1B nè quý vị. Lâu lâu mới thấy xe quý vị. Chắc là ít thấy xe. Vắng quá. Chưa gặp bác nào hết. À đây thêm một cái đám cưới nữa nè quý vị. Thank you.
vắng quá quý vị ạ. Lâu lâu mới thấy một xe chạy ngang mình. Đây là số nhà khoảng 434 rồi đó quý vị. Đây là tới số khoảng 472 rồi quý vị. Đây là cổng rào của 1B là vừa gần là hết kinh 1 rồi đó quý vị. Đây là cánh đồng lúa. Có nhiều bà con cũng đang dặm lúa ngoài kia kìa quý vị. Các em nhỏ thì đang nô đùa. Đây. Ở đây thì cũng có bà con trồng cam với ổi. Kính thưa quý vị thì cũng gần hết kinh rồi đó quý vị. Đây đa qua ấp Chí Thành của xã Tân Thành luôn rồi quý vị, là vừa hết kinh 1 của Tân Hiệp rồi đó quý vị. Đây là bến đò kinh 1 luôn rồi quý vị. Rồi xin hẹn gặp lại ở các video tiếp theo nha quý vị.